xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bảng được. Cho Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lạp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Và nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lạp xưởng thì là cho Lực sẽ gửi cho cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà, cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Sự xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Những cái video trước thì cô bác cũng đã theo dõi được rằng là cái quá trình nhà của em Sử thì hiện tại là đang lắp cửa và hoàn thiện tới đâu rồi cô bác nhé. Còn vừa rồi thì các anh thợ cũng điện cho cháu Lực nói rằng là sẽ hoàn thiện trong chiều bây giờ luôn, cho nên là cháu Lực cũng mua lên thêm là hai con ngan đây là 4 cân bao nhiêu nhỉ? 4 cân 2 lạng đúng không? Vâng. Cộng thêm là một chút nước để mà một tí mà anh em sẽ uống nữa cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì anh em mình là đi vào nấu cơm thôi nhỉ? Vâng. Đấy, còn việc các anh thợ là làm ở trên thì cho các anh thợ cứ làm. Xong một tí hoàn thiện như nào thì một tí nữa mình sẽ lên xem sau. Vâng. Đấy rồi. Đấy, bây giờ thì chuẩn bị mổ ngan thôi nhỉ. Vâng. Thì ông này chuẩn bị mổ ngan đi. Đấy. Đấy, còn về cái cảnh giết mổ này thì cháu Lực sẽ không có quay thêm nữa cô bác nhé. Cháu Lực quay nhưng mà cháu Lực sẽ không có quay vào cận cảnh, sợ rằng nó sẽ bị vi phạm bản quyền nào đấy. Ôi, ngan trắng đấy nhở? Một lì xô. Hay trên nhà của Sử thì hầu như là những cái món ăn mà mấy anh em ăn thì không thể thiếu được rau cải rồi các bác. Hay Sử là cùng em rửa rau cho nó nhanh một chút. Vâng. Một mình rửa thì cũng khá là lâu quá nhở? Vâng. Ôi, một tí mình lấy cả cái rau này đi liệt Sử ạ. Để vào ngan. Vâng. Nó thơm. Cái rau này là đấy em đi hái à? Vâng. Cái Lực bảo là nấu cơm cho mấy cái cái Lực bảo nấu cơm cùng mấy anh em thợ để ăn thì em cũng chủ động là đi hái thêm một chút rau để về. Sao nhiều được à? Cái gì nhau này? Sử đi bao giờ đủ tuổi thì lấy vợ về thì có người cùng rửa rau rồi nhỉ? Vâng. Có muốn lấy vợ không? Trả lời thật, có muốn lấy vợ không? Không biết. Không biết á? Anh còn muốn như chi là Sử. Bạn muốn lấy vợ không bảo là không biết đấy cô bác. Thôi sao vậy nhỉ? Mệt lắm à? Nhà của Sử thì cày ruộng ấy thì qua Tết mới cày à? Vâng. Nếu mà bây giờ cày có được không? Bây giờ cày... Lạnh quá thật. Mấy chú kia cày không hay rồi. Nhưng mà kia là người ta dùng mấy cái cày để cày mà. Vâng. Nhưng mà cày xong cỏ lại mọc lên rồi. Vâng. Thế là mỗi năm là qua cái Tết ra Tết xong thì Sử mới cày à? Vâng. Nhà Sử thì đã bao giờ dùng đi thuê người để cày chưa? Chưa. Vẫn chưa à? Vâng. Nếu mà chỗ này thuê thì người ta lấy tầm độ bao nhiêu tiền có biết không? Đấy, không biết đâu. Nhưng không biết à? Vâng. Chú với lại ông thì đang công việc là mổ ngan của bác.
Cái là nó mất tay lại chị. Cái là nó mất tay lại chị. Sau đó mà anh em thợ đi vào hoàn thiện thì cháu được sẽ đi vào và ghi hình một chút về cái tiến độ mà anh em thợ về không phải tiến độ nữa mà là sau khi mà hoàn thành các bác thì ngôi nhà của ba ông cháu là sẽ như nào các bác nhé. Khi mà lắp cửa xong ấy phải có thể là một hai hôm tới cháu được sẽ cùng anh sửa đi xuống cấp hai để mà đi sắm thêm một chút vật dụng cho các em để còn vào tân gia sớm cho ba ông cháu là vào nhà mới luôn. Cái nguyên đám này trước tiên cháu được cũng đã hứa với lại ba ông cháu là sẽ làm sớm để cho kịp cái tết. Và bây giờ thì cái mình hứa của cháu được thì cũng đã hoàn thiện xong rồi, và ở đây thì khi mà cháu được hứa thì là người mà đồng hành cùng cháu được chính là các bác thầy quân là người đồng hành cùng cháu được các bác. Thì ơi, bây giờ em hái một chút lá này này nhá. Bây giờ để một tí nữa mình để vào ngan. Rau răm này thì để vào ngan rất là hợp cô bác ạ, rau răm này. Hái nó ra già thì cũng được sử ạ. Vâng. Thì nó mới thơm được. Tối nay về Hải thì nhìn thấy nhà mới rồi nhỉ, nhìn thấy có cửa rồi nhỉ. Vâng. Em Hải thì đến tận chiều mới đi học về cô bác ạ. Đấy, buổi sáng đi thì chỉ nhìn thấy các anh em thợ là lắp được một chút thôi, vẫn còn chưa lắp vẫn còn chưa gọi là hoàn thiện đấy. Thì hôm nay thì đã vào hoàn thiện rồi. Ê, bây giờ lắp cửa xong thì chưa có giường ấy thì mình lên trên ngủ được không? Lấy chăn đi thì ngủ được ạ. Lấy chăn là đi ngủ được rồi, đúng không? Vâng. Thế là tối nay hai anh em liệu có lên trên đấy đi ngủ không? Không ạ. Không à? Vâng. Cửa xong hết rồi thì ok rồi đấy nhỉ? Vâng. Chỗ này mới có để xử đây này. Bên này mới có. Vâng. Thời tiết thì hai hôm nay thì khá là nắng của bác ạ, thời tiết đấy khá là không phải là nắng mà là nó ấm áp đấy cô bác. Tôi không biết là liệu Tết nguyên đán năm nay thì trời có ấm áp lên không. Ấm áp lên thì mới đi chơi và đi ghi hình lại những cái mùa Tết của đồng bào vùng cao ở trên này cho tất cả các bác là cùng biết về thêm những cái nét văn hóa cũng như là trên vùng cao này cô bác. Được rồi nhỉ? Vâng. Đây, anh cho sữa này, anh cũng hái được một ít này. Đây, xỉ rửa nhá. Vâng. Rửa cái bên đi nhá. Đấy, cái tách này thì ăn nước về thường xuyên cho nên là phải xả phần vòi nó một chút thì nó mới không có tràn ra ngoài. Ra phía bên kia thì chúng tôi cũng nhìn thấy là ông khá là bận rộn các bạn ạ, đang với chú là vặt ngan, vặt lông ngan các bạn.
Cái đấy là chắc là phải để trên bát rồi nhỉ. Vâng. Đây là hũ cắm cơm rồi à? Cắm mấy bát đấy? Năng bật dậy. Năm bát à? Vâng. Y ao pi Hả? plau là bốn à? À sử thì Bé dùng là chẳng như sao là Bé chẳng sao là Chứ chẳng vào đấy, sửa để trên kia xong rồi dùng mấy cái kia đi rửa đi, rửa đi một tí nữa mình để ngăn. Mình bây giờ mình là công việc của mình là đi rửa nồi. Đấy, rửa nồi để một tí nữa mình luộc. Vâng. Ôi, thế chẳng ra nè. Ôi, chẳng có bấy chẳng rồi. Nắm đặt đây bà dê, chứ nắm đặt đây à? Ôi, chứ chẳng nào. Nắm đặt đâu bà dê, nắm đặt à? Nắm đặt đâu bà, đồ viên đó. Hả? Nước mi ra? Ồ. Nước một nền cá. Sử thì đã đói chưa? Đói rồi. Khá là đói rồi nhỉ? Anh em mình cố gắng thêm tầm độ một tiếng nữa thì được ăn này. Lấy cái rẻ kìa. Đây, cái rẻ đấy, rẻ chiên rồi rửa bát thì nó sẽ lau sạch hơn. Đấy, bây giờ thì ở dưới kia thì đang chú với lại ông thì đang nấu cơm rồi, đang luộc ngan rồi. Cháu Lực sẽ cùng em sửa lên trên nhà mới xem. Để xem là các anh em thợ cả đang lắp cửa tới đâu rồi. Cho được nhìn thấy từ xa là thấy là anh thợ đang hoàn thiện thêm cái phần ổ khóa. Hay từ dưới nhà cũ đến nhà mới thì đi mất khoảng tầm độ gần 1 phút thì cũng đã lên đến đây rồi, cũng khá là gần. Dạ, ở đâu anh? Vâng. Thứ ơi, lắp ở đâu? Thì chỉ cho anh để anh lắp. Để cho anh lắp luôn. Lắp ở phần bên nào? Lắp ở phần bên này nhá. Muốn lắp ở đâu? Này đây anh rồi. Lắp ở đây à? Thứ ơi, lắp ở đây anh cho anh khoan vào đấy. Thế làm nước ở đâu? Hả? Làm nước để đâu ấy? Làm nước ở đây. Ở đây. Đây. Đấy, chỗ này là chỗ để mà mình khơi khăn này. Để làm nhanh. Đấy, ok. Từ đây. Đấy, từ đấy. Đây, đây em. Đấy, từ dưới nhá. Từ dưới tí nhá. Lắp từ đấy được chưa? Hay là cao thêm nữa? Thì mà vừa vừa hai anh em phơi được. Để cho cả Hải nó phơi được. Thế rồi. Ở đây. Đúng. Đấy được nhỉ. Cái chỗ đấy thì nó ấy quá. Tầm bên trên một tí. Tầm bên trên một tí. Ngang ngang đầu. Đấy, bên trên một tí đấy. Để cho anh kẻ đó. Đấy, ở đây là cái phần quà mà hai chị Nguyệt Thúy dành tặng ấy, thì ở trong vẫn còn là thêm là cho Chuẩn Lực mua thêm rất là nhiều những cái vật dụng ở trong nhà nữa. Hãy mua lên cái nào thì Chuẩn Lực sẽ ghi hình và nói chi tiết về cái vật dụng đó. Có chắc chắn không? Bây giờ thì đợi anh lấy khoan đó. Vâng. Đấy. Bây giờ thì khăn là phơi đây, khăn phơi đây. Còn là nơi này thì cũng dùng quần khi mà mình đi tắm ấy thì làm móc quần áo ở cái đây. Ở đây vâng. Nhá. Vâng. Hai nhà vệ sinh thì vào trong thì cũng rất là rộng rãi rồi các bác, không có hầu như là hẹp nữa. Vậy thì khoan thì cũng tiếng rất là vang đúng không? Thì rất là mong các bác sẽ thông cảm về khúc và cái phần âm thanh này. Vậy. Sửa đây hộ anh lên nhá. Anh đi túi cứ xem là anh Quang đã làm xong cái phần khóa chưa? Phần khóa là xong rồi anh Quang nhỉ?
Phải là xong rồi nhờ. Sau khi mà các anh lắp khóa vào thì nhìn trong cánh cửa là ok rồi cô bác. Đấy là đã có cửa rồi cô bác nhé. Và trong nhà thì có vẻ còn hơi một chút là bẩn một chút. Thì khi mà hoàn thành xong thì cháu được xé cùng các em là dọn dẹp sau. Cái kệ bằng inox này đun cả người nó không có dụng luôn đấy các bác ạ. Quần áo khăn mặt thì mình có thể là khi mà đi tắm là gấp gọn để phần ở bên trên cũng được. Sau mà tắm xong thì khăn thì sẽ dùng là để treo lên. Được chưa sứ? Được rồi đúng không? Vâng. Khăn thì treo ở dưới đây không có, móc ở đây không có nhá. Đấy, chỗ này thì không là thì cũng lắp xong được các bác ạ. Anh ra bên ngoài xem là anh Quang là hoàn. Đấy, bây giờ thì các anh là hoàn thiện rồi đấy cô bác ạ. Hoàn thiện là xong cái phần cửa rồi. Đấy, bàn giao lại chìa khóa cho Sử thôi. Đấy, ở trong thì có những cái nào mà chưa có được hợp lý thì đi vào dọn dẹp thôi. Anh có thể đưa em đi vào tổng quan hết cả cái phần cửa mà trong thời gian này anh thực hiện được không anh? Anh có thể đi được không? Nhưng cái nhôm này thì mình lựa chọn là nhôm gì, anh có thể là nói thêm một chút về cái phần nhôm này được không anh? Nói chung là nếu mà anh em mình còn có duyên sang lần sau em mà có thêm những hoàn cảnh nào mà làm về cái như thế này ấy, thì em vẫn tìm tới anh. Nói chung để mà nói về cái phần cửa này thì mình chọn về cái như phần nhôm hệ là hệ 55 mắt cạnh. Thì thi công cho cái ngôi nhà này của em Sử
À, màu màu thì mình chọn màu vân gỗ này cho nó giống màu gỗ, rồi thế này mình là người Vâng. dân tiết bản cho nên là Vâng. cũng cũng muốn gần với tự nhiên hơn thì mình dùng vân gỗ. Vâng, nhưng mà anh nhìn thấy cái sàn nhà với lại cái màu này thì nó Nói có chung là như thế này thì mình tương tương đối rồi đúng nói chung là cũng hợp lý. không? Vâng. Thế còn là về cái phần màu sơn này là anh tự sơn hay là anh phải đi lấy ở Nói chỗ chung nào là đúng không anh? mình là bên gia công sản xuất, mình là đi Vâng. nhập phôi nguyên bản về để Vâng. mình gia công cửa, chứ bên mình là chưa À. sản xuất nhôm mà Vâng, mình nhập phôi nhôm về. thế cái màu Bạn sơn này thì liệu mình ở trong huyện mình thì có kiếm dế không anh? này là mình là phải nhập, giống mình là vùng sông xa nên mình phải nhập từ ngoài thành phố vào, Thành phố cho nên là quá vào. trình xe cộ nó cũng hơi bất tiện, thành ra là nó Vâng. cũng cái tiến độ công trình nó cũng không được nhanh lắm. Vâng. Thế thì Thì bây giờ anh thử anh mở cửa xong là đi vào trong nhà để cùng các bác chiêm ngưỡng lại thêm một lần nữa khi mà anh em thợ đã hoàn thiện xong hết mọi cái. Đấy, cửa thì rất là chắc chắn của bác, nó không có bị ọt ẹt gì cả các bác nhé. À đây thì có thêm chốt à anh? có chốt trên dưới À, thế thì anh phải bảo với đây, sử một xuống đây chút, này, anh hộ em đây này, bảo. khi em đóng À. cửa phải bật chốt trên và chốt dưới này vào Đấy. đấy, xong đâu là em mới khóa cửa lại vào Khóa được, cửa. nếu không thì mình cái cánh cửa nó sẽ tự đẩy ra mất. À, khi mà chốt xong thì bảo với ông là với em Hải cẩn thận nhé, không là đẩy một phát là có thể là trên nó bị gáy đấy. Còn đây là cái phòng ngủ, mà phòng ngủ đầu tiên này của bác này. Đấy, phòng ngủ vào trong thì cửa mọi cái thì anh cũng đã hoàn thiện xong rồi các bác nhé. Ở trong thì bên bên này là cánh cửa Đây cửa và cửa sổ. sổ đấy. Tất cả cái cửa sổ này thì các anh đều lựa chọn là bằng cái sắt này, là gọi là sắt bao nhiêu anh, sắt 6 à? Vuông Ừ, 14, sắt vuông là vuông 4. 1/4. Và cái sắt này thì mình làm cửa sổ thì hầu như là ai cũng chọn được cửa sổ này đúng không? Rồi. Thì gọi Và là cái này thì gọi là phổ thông, thông dụng và với tất cả mọi gia đình. và cửa này cũng phần khóa này cũng rất là kiên cố và chắc chắn luôn bác nhé, nó không phải là cái chốt mà khóa rời đâu. Và vấn đề là mỗi phòng là sẽ có một cái khóa riêng đấy. Bây giờ thì Sứ ơi, em lấy những cái chìa khóa mà cầm đi về nhà hết đi, cũng Đánh sợ dấu nó tí vào nhé. đấy, đánh dấu sợ là trẻ con đấy. Bây giờ thì mượn một cái bút phủ của anh đấy, không mà sợ một tí trẻ con lên trên này chơi là nó rút chìa khóa đi ấy. Ừ. Vâng. Đấy, anh đánh dấu cho thì cứ cầm đi, xong là tí nó về thì lại mới biết đường mà nhớ được, nhớ cho nó dễ thôi. Hay cửa sổ và cửa xiếc thì em đóng hết vào đi sửa đấy, để một để đến chiều thì đến chiều thì có thể là vào trong này dọn nhá. Đánh dấu xong hết đúng không anh? Đấy. Xem mà mượn mic một tí. À, bây giờ thì anh em mình thu dọn đồ xong là đi xuống dưới nhà dưới kia đèn cơm luôn đấy nhá. Đấy. Chắc là bây giờ là cũng nấu chín xong hết rồi. Đấy, khóa xong là cầm hết chìa khóa đi về nhá. Đấy, ở bên kia thì có đây, khóa luôn cánh cửa chính bên này nữa. Em phải chốt chốt nó vào đã. Sửa. Rồi. Em phải chốt ở bên đấy đó. Rồi rồi. Đấy được đấy, nó kịch kim rồi, nó kịch rồi. Đẩy mạnh vào. Vít đấy, vít cái tay xuống đẩy vào. Ấn này vào này, bắt đầu tiếp tay cầm phát chỉ là mình khóa cái này. Đây nhá, đây cái này mình đang mở ra nhá, đây là này. Đấy, là khóa nó vào trong. Rồi ok. Bây giờ nếu mà bảo ông mà lên thì chắc là ông không có vào được nhà đâu nhỉ? Thì cả đưa chìa khóa cho ông thì ông cũng không vào được đâu. Tại vì là không biết mở mà anh. Như chìa khóa Việt Tiệp bây giờ anh còn không biết mở mà. Vài lần đi. Khóa đồng Việt Tiệp kia là nhiều lúc là không biết mở đâu. Vâng. Là hay bị nhốt. Vâng. Vài lần đi quên. Đấy, bây giờ thì đi xuống nhà bên dưới nhá. Đấy, anh em mình đi xuống trước để anh em mình dọn mâm đi. Đấy, đấy. Bộ này Đấy, còn chìa khóa đây.
phải đặt kiểm tra lại thêm một lần nữa xem lại nó còn là chỗ nào mà chưa khóa đâu. Cái đấy thì không cần phải khóa đâu sự ơi, cái đấy. Cái đấy là trong nhà thôi. Khóa được lâu đâu. Đúng rồi anh ạ, mình dùng cái chốt là được rồi. Ẩm vâng. Ngược lại bên kia. Đấy. Đấy, rồi, nữa đi. Đấy, vuông vuông cái này ra thì được. Đây, bây giờ là cầm chìa khóa ở trên tay rồi nhỉ? Vâng. Cả một là cơ ngơi đấy. Vâng. À, nhìn là từ xa này các bác này, tất cả phần cửa sổ mọi cái, cửa chính thì cũng đã được cả thực hiện hết rồi. Các anh em thợ thì cũng đang chuẩn bị dọn đồ để mà đi xuống ăn cơm, xong là các anh cũng sẽ di chuyển là đi về. Tại vì là chỗ mà trên cháu Lực đi xuống huyện thì đi nắng như này thì cô bác này có thể là đi mất tầm độ 3 tiếng, còn không có đường tắc nhá. Hay thời gian này thì đường ở dưới huyện là người ta đang làm nhà, thành ra là có những chỗ bị tắc rất là lâu, có thể tầm đến 15 đến 20 phút như vậy. Anh Sử thì khi nào mà xong mọi cái đấy thì bảo là lên trên đấy thì là hướng dẫn ông với lại em Hải là để mở cửa nhá. Vâng. Mở cửa xong mọi cái. Anh thùng phúc bà gì? Liêu phúc à? Gì chú? Ồ. Đang luộc gan rồi chú. Luộc rồi, sắp chín rồi chú. Đã? Chưa được à? À thế là cũng vừa mới luộc thôi nhỉ. Thế thì phải thêm một chút nữa. Đấy, vào trong nhà thì cũng khá là tối một chút cô bác nhé. Một tí nữa cháu Đức sẽ tiếp tục ghi hình sau cô bác nhé. Bây giờ thì cháu Đức cũng khá là đói rồi cô bác ạ. Đấy, cất ra chìa khóa đi nhá. Vâng. Chìa khóa cất đi. Có bao nhiêu chìa nào? Đến thế nào? Có 4 chìa này. Có 4 ổ đúng không? Không phải là 4 chìa. Vâng. Có 4, 3, 4, 12, 12 chìa nhá. Vâng. Thì là mỗi ổ là sẽ mỗi người cầm một cái. Vâng. Đấy, còn là một cái phòng, hai cái phòng kia thì đấy là tùy em thích cho ông cầm thì cho ông cầm. Đấy. Vâng. Đấy, còn là về cái phòng riêng của mình thì có thể là mình có lúc mà mình để những cái vật dụng riêng ấy. Vâng. Đấy. Đấy, sau một quá trình một cái thời gian thì hiện tại là ngan cũng đã chín rồi các bác. Đây là hai con ngan. Ui. Quá to ấy. Đủ hùa đây này. Ông thì hôm nay nhìn vào cái khuôn mặt của ông rất là vui các bác ạ, khi mà nhìn thấy ngôi nhà của mình là hoàn thiện cái phần cửa rồi. Anh Sử thì sẽ là người mà đảm nhiệm là chặt ngan của bác nhá. Cái công việc này thì cũng không có lạ lắm gì với em Sử nó đâu. Hay mỗi lần mà cháu được lên thì có lần thì cháu được sẽ là chặt cho em Sử, còn có lần thì em Sử là khắc tự làm của bác ạ. Ấy, hôm nay đeo bao tay luôn à? Vâng. Ai Sử bảo là đeo cái bao tay này thì nó đỡ nóng hơn đúng không? Vâng. Đáng nghe ra là mình phải để nguội cho nó chặt thì nó mới đỡ nóng hơn, nhưng mà mình làm hơi vội chút. Phát cắt trồng đi bây giờ, biết phát cắt không? Phát cắt cắt xong đi à? Ồ đây á. Ừ. Mèo thì người thấy là mùi thịt thơm xong lại kêu đó. Chặt dứt khoát vào nhá. Thì tí nó mới thành miếng thịt ngan nó đẹp được. Người ta bảo là phải biết chặt thịt gà thì mới lấy được vợ đấy Sử ạ. Phải biết chặt thịt gà băm thịt ngan.
gia đình là có con mình chúng nó khi mình mới lại về là cái cơ mà cũ. Bây giờ là chặt xong ngàn thì bày mâm nhau cũng xong hết rồi các bác. À, vừa rồi thì rau cải thì sự cũng đã nấu xong hết rồi. Ôi vừa rồi quên lấy một lọ chấm chéo lên rồi. Vừa rồi lên thì quên lấy một lọ chấm chéo lên để mà chấm cô bác ạ. À. Hiện tại thì cháu Lực cũng có thêm là chấm chéo cô bác. Nếu mà cô bác nào mà biết đến chấm chéo, muốn thưởng thức những hương vị đặc sản vùng cao thì có thể là điện cho cháu Lực hay là alo cháu Lực để mà cháu Lực ship cho các bác. Bây giờ thì cũng sắp đến Tết rồi. Hả? Và kèm theo đó thì cháu Lực có thêm là hạt dổi, mắc khén của các bác để mà làm cái gia vị như nướng này hay là chặt thịt để mình cho vào thì rất là thơm. Hay gian hàng nhỏ nhỏ Lực thì hiện tại là có mật ong rừng này, mật ong bạc hà và thêm là mật ong khoái, trái san tuyết của Thủ Hạ Giang, thêm nấm hương, lạp xưởng. Hay nếu mà cô bác anh chị nào mà muốn quan tâm tới thì có thể là nhấc máy và điện cho Lực thì cho Lực sẽ gửi cho các bác nhé. Bây giờ thì cũng chuẩn bị là ăn cơm rồi các bác. Sau một quá trình và một thời gian để em xử chế biến món thì hôm nay thì cùng với các anh em thợ là cũng chỉ có món là thịt ngan bản này, rau cải mèo này, thêm là đặc sản nhất là bác bắt ăn tao tao về nào. Ơ thôi các bác. Ta cái đây nó như. Chị không vào. Vẫn không biết can rồi. Đây. Bây giờ đi ăn cơm đây. Em mời anh em nhá. Mời ông nhá. Cháu sĩ mời quý ông bà cô chú anh chị cùng mấy anh em ăn cơm ạ. Rồi, hãy sửa ăn cơm đi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả các ông các bà cùng cháu Lực với lại đại gia đình ăn cơm các bác nhá. Xỏ ra kia. Xỏ ra. Cơm đi. Em. Này dễ, chín lộ. Đấy, hảo ạ, ổ địch tươi tươi ạ. Các anh ăn tự nhiên đây nhá. Đấy, mấy anh em thợ thì cũng khá đói rồi cô bác ạ. Đấy, mấy anh em thợ thì chưa tiếp xúc với lại máy quay bao giờ cho nên là chắc là cháu Đức cũng xin được dừng hình lại một chút cô bác. Và cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Đấy, hôm nay thì cũng phải nói là xin cảm ơn các anh em thợ rất là nhiều đã hỗ trợ cháu Đức để mà hoàn thiện xong cái ngôi nhà và phần cửa cho ba ông cháu. Chắc là anh em mình lại làm một tí tiếu cho anh nhỉ? Về được không anh? Được, được. Được đúng không? Không có rượu thì buồn hơn. Không có rượu. Hay còn là bây giờ thì cháu Lực cũng xin được kết thúc thước phim ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Cháu Lực cũng xin được hẹn các bà, cô chú, anh chị ở chương sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cắt nước để bà chè. Vẫy tay đúng không ạ?